Rồi đúng rồi, chuẩn bị chu đáo vô nha, hôm nay đón khách quý nha. Dạ, dạ, dạ. Rồi rồi rồi. Hắc công tử tới rồi. Ngân lượng về, ngân lượng về. Em đã bao hết quán cho công tử. Dạ, chào quý công tử, đã mời quý công tử vô. Dạ. Mấy đứa chuẩn bị đón tiếp khách quý nè. Dạ, xin mời quý công tử vô trong à. Dạ, mời quý công tử. Hắc công tử thấy quán như thế nào à? Đây, quán rất là yên tĩnh, đúng ý của ta đó. Chủ quán. Dạ. Kêu người vào đây nhậu chung với ta cho vui. Dạ, vô mình bao quán rồi em nghe là. Mỗi người vô nhậu chung với ta là được 100 lượng. Dạ, em hiểu rồi ạ. Quán gì đâu mà cô đơn quá. Ê, ê, mấy đứa, vô hát công tử vô nhậu nè. Dạ. Mỗi đứa được 100 lượng nghe ngồi nhậu với hát công tử không? Vô ngồi luôn anh trai. Dạ. Lấy đồ ăn thêm rồi lên cho hát công tử nha mấy đứa. Dùng đi, dùng. Ông nội, bữa nay con không muốn làm nồi miết nữa. Bữa nay con muốn làm hết hết. Ok, đấy. Cảm ơn ông nội. Rồi. Ông chủ. Dạ. Yeah. Ta muốn khách ngồi đầy quán. Chứ cô đơn quá. Sao? Sao? Tôi e là cái số ngân phiếu này không đủ. Thoải mái đi. Dạ. Ừ. Em hiểu rồi. Cố gắng tranh cảm thủ. Cảm ơn quý công tử. Ăn đi. Ăn vậy đông vui thiệt. Vui thì vui thiệt. Lâu rồi ta mới ăn một bữa ngon như vậy á. Mà công nhận tên hát công tử này, nhà giàu mà xài tiền ngu như chó. Trả bù chăng mà chúng ta, đúng không Du Huynh? Trời ơi mấy người, mấy thằng này nhà giàu mà uống phung phí quá vậy. Nhìn chú Huynh nè. Cảm ơn. Có cướp. Có một tên trộm vừa mới giật đồ của ta. Hắn đã lẻn vào đây. Các vị có thấy hắn không? Cô nương xinh đẹp à, người ta cướp cái gì của cô nương vậy? Một viên ngọc bích. Đây là gia bảo của gia đình ta. Ta không thể để mất nó. Cô nương đừng buồn nữa. Hay là tối nay về nhà ta đi. Ta sẽ an ủi cô nương cho. Để ta. Từ lúc cô nương xinh đẹp này bước vào, ta chưa thấy ai bước ra khỏi quán hết. Chắc hẳn tên cướp vẫn còn trong đây. Mau chặn hết cửa lại, phòng tên cướp trốn thoát. Cô nương à, cô nương nhớ đặc điểm của tên trộm không? Có. Có, ta nhớ rất rõ. Được, hãy mô tả cho ta nghe đi. Hình dáng của hắn không quá cao cũng không quá thấp, không mập cũng không ốm. Ngươi tìm đi. Được, được, được. Ta gần tìm ra rồi. Mà cô nương nè, cô nương còn nhớ một cái đặc điểm nào đặc biệt nổi bật hơn của tên trộm hay không? Có. Có một đặc điểm ta chắc chắn là đúng. Hắn có mang giày. Mau tìm đi. Được được, ta tìm gần ra rồi. Đợi ta. Tên cướp kia, hãy nghe lời võ sư ta đi. Người hãy mau mau rút đầu lộ diện trả đồ cho cô gái này. Còn nếu không, ta sẽ cho ngươi mềm xương như cái cột này. Ta sẽ cho ngươi mềm xương. Ngươi đi ra, ngồi xuống đi.
Ngươi phải không? Ngươi phải ngươi không? Mùi mùi, mùi mùi. Sao rồi, tìm được hắn chưa? Nãy giờ cũng làm nhiều cách nhưng mà không có tìm thấy. Chẳng hay cô nương có chuyện gì, có cần ta giúp đỡ không? Có, ta vừa mới mất một viên ngọc quý. Ta hỏi cô nương này, có chuyện gì cần ta giúp không cô nương? Chúng ta vừa đánh mất một viên ngọc quý. Dễ mà. Chẳng hay viên ngọc của cô nương trị giá bao nhiêu tiền thế nhỉ? 500 lượng là. Im mẹ đi. Bao nhiêu tiền thế nhỉ? 500 lượng. Nhưng mà đó là viên ngọc gia bảo của chúng ta, làm sao tính bằng tiền được? Bây giờ anh về, chỉ cần tên trộm giao viên ngọc ra thì ta sẽ thưởng 5.000 lượng. Và ta lấy danh dự của ta ra để bảo đảm không báo quan. Ta nhắc lại lần cuối, nếu không đứng dậy ta sẽ giảm số tiền xuống 4.500 lượng. 4.000 lượng là ta. Ngươi đừng giảm nữa. À, là ngươi mặc bộ đồ màu xanh lá cây với cầm một cái túi xanh lá cây thật là to. Tiếc thật. Cô nương, một cái chi tiết quan trọng vậy sao lúc nãy cô nương không miêu tả? Tại vì không hỏi ta màu sắc là gì. Tiếc ghê. À, kiểm tra đi. Kiểm tra đi cô nương. À, đúng là viên ngọc quý của ta rồi. Cảm ơn ngươi nha. Đừng khách sáo. Không cần phải cưới ta để cảm ơn đâu. Đừng có ăn nói hàm hồ. Muội, ta xong việc rồi, đi về thôi. À mà khoan đã. Hãy cho ta biết làm sao để ta có cơ hội. Khi nào mà ngươi trở thành võ lâm minh chủ thì khi đó mới được nói chuyện với ta. Muội, đi. À khoan đã. Cho ta hỏi nàng tên gì vậy? A cậu. À. Ờ, tao đánh mày. Im, im, tao hỏi tỷ tỷ của ngươi. Hồng Thị. Hồng Thị. Võ Lâm Minh Chủ. Cha ơi. Cha à. Trời ơi, dễ ợt mà con trai của cha. Nhưng mà con nghe nói hả? Sao? Võ Lâm Minh Chủ là phải đấu với lại mấy cái võ công cao cường lắm, con chơi sao lại người ta. Ê, đó giờ cha con có gì mà mua không được, đúng không? Rồi, ngồi, ngồi. Thì cơ, cha à. Mà mua cho con cái chức Võ Lâm Minh Chủ xong á, là con sẽ cưới được Hồng Thủy. Con nói nghe nè. Sao, cưới rồi sao nè? Cái đêm tân hôn á, Hồng Thủy sẽ nhìn con đắm đuối. Rồi lấy tay chạm nhẹ vào đôi bờ má của con, vuốt bờ môi của con, và trao cho con cái một cái nụ hôn thật là nồng cháy. Cha. Thủy nè. Thôi thôi thôi. Trời ơi cha ơi. Sao? Chưa được hả? Thôi gớm quá. Thôi thiệt á. Vậy là vui rồi. Con thích là được, hiểu không? Không đừng cứ suy nghĩ nhiều. Dạ. Nhưng mà quan trọng trước mắt là con phải nghe lời cha. Đi tìm một môn phái để mà gia nhập đi ha. Ủa chứ không phải cha mua cái chức Võ Lâm Minh Chủ cho con hay sao bắt con đi học nữa? Cái đó chỉ là lấy lệ thôi. Còn cái chuyện mà cha mua lại là chuyện nhỏ nữa. À, nên là con trai cưng của cha cứ yên tâm. Được chưa? Hợp lý. Đồng vui dữ hả con trai? Tí nữa con trai cứ vô mua thoải mái cho cha. Mấy cái chuyện ở đây cha lo liệu hết rồi. Dạ, con biết rồi. Nhưng mà đông quá trời đứng mỏi chân lắm luôn á. Đã nói là lo liệu rồi, đương nhiên con trai ta phải được ưu ái chứ. Hôm nay phải chung làm tiễn mong đâu. Các thí sinh chuẩn bị. Xin mời hát công tử. Thấy chưa?
Thiệt lợi hại, lợi hại. Tất nhiên. Tiếp theo, ngươi chọn loại vũ khí nào? Lấy cái đao bự nhất cho ta. Chà, cây to nhất luôn hả? Ê, con gà thông minh quá đi. Ê, ê, ê. Ta cha. Nè, có đường nhầm bên không vậy? Đúng rồi đó. Trời ơi, dám chọn cây đao lớn nhất luôn. Anh trai thiệt là can đảm. Là sao? Thì dòng này chọn cây nào là bị đánh bằng cây đó. Nhưng mà không sao. Chỉ cần chịu được một nén nhang thôi là qua ải. Đóng cung là hợp luôn đó cha. Đặc điểm của Mai Tiêu Lâm chính là phản đòn. Vậy người ta đánh mình, người ta lăn ra tự chết. Vậy hả? Tự chết đó. Hay à. Ủa mà thằng đó là thằng nào vậy? Con trai tôi, con trai tôi. Con trai không? Ừ. Quay, quay, tha con trai tôi, tha cho tôi đi. Cha, nó có chắc là Nga Mi nhận con không vậy? Chuyện đó con cứ yên tâm, cha lo được mà. Hai con trai. Lo gì? Lo như ở bên Thiếu Lâm không? Để người ta cầm đao, người ta rượt con đó. Ê, đó là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà lần này cha bảo đảm. Con biết không? Phái Nga Mi toàn là nữ nhân không à? Cho nên họ sẽ dùng cách dạy dỗ cho con một cách là tinh túy, mềm mại và uyển chuyển. Cho nên con không cần phải sợ cái chuyện mà bạo lực. Dạ. Còn một chuyện nữa, chuyện này mới quan trọng. Phái Nga Mi, cha nghe đồn rằng họ toàn là mỹ nhân không mà con trai. Mỹ nhân? Mỹ nhân? Mỹ nhân. Vấn đề là ở đó. Nha. Mỹ nhân như vậy thì có làm con hứng thú hơn không hả? Con hứng thú quá trời luôn. Đi nào con trai. Trời ơi con nôn quá, con nôn quá. Hy vọng là họ sẽ thấy cái vẻ đẹp trai của hai cha con mình và họ sẽ phải ngất ngây đi. Ngất ngây. Say đắm. Làm lại. Chừng. Mời hai người đi theo ta. Thấy cha nói có sai không? Quá cha. Vậy thì đi thôi. Hai ba, hai bốn, hai năm, hai sáu, hai bảy. Đẹp quá con ơi. Ngon quá. Chào các vị cô nương nhé. Chẳng hay các ngươi đến đây để gia nhập phái Nga Mi của chúng ta học võ công sao? Đúng vậy. À, con trai ta, chủ yếu là con trai ta. Đúng. Ta muốn trở thành võ lâm minh chủ, cho nên là ta muốn gia nhập vào Nga Mi. Bởi vì sao? Bởi vì Nga Mi võ công cái thế và đặc biệt toàn là mỹ nhân. Xin đa tạ công tử đã quá khen. Ấy phiền là trừ cô nương này ra đi hả? Chắc vậy. Chờ cô nương, cảm phiền. Chỉ có một nè, hai nè, ba nè. Ê dạ, cảm phiền. Đừng có giận, đừng có giận. Sao cả? Không có giận, không có giận. Vậy thôi, xin phiền hai người đợi một chút. Ta vào trong hỏi trưởng môn của ta, rồi ta sẽ ra trả lời. Thật là tốt quá, tốt quá. Trưởng môn chắc còn xinh đẹp hơn rất là nhiều. Trưởng môn à. Trẻ kinh công qua đó. Chắc vậy, ta cũng nghĩ vậy. Trưởng môn. Trưởng môn nè. Trời ơi nãy giờ một tiếng quá trời bỗng thấy trưởng môn nó hết trơn. Sắc nước hương trời. Đẹp tuyệt diệu, tuyệt diệu. Sắc đẹp mà làm cho choáng ngợp. Được. Nếu như hai ngươi đã thành tâm gia nhập vào phái Nga Mi của ta thì mau tiến hành thủ tục nhập môn cho hai công tử đi. Được. Đầu tiên sẽ là bước cởi đồ. Cái đâu? Cởi chứ. Chắc là do là lâu rồi không có gần nam giới cho nên là bị rợt rực. Lấy kiếm ra đây cho ta. Cởi rồi đè, lấy kiếm làm chi? Lấy kiếm ra để tịnh thân chứ làm gì? Thì đúng rồi, tịnh thân. Phái Nga Mi của chúng ta trước giờ chỉ nhận nữ nhân. Các ngươi là nam nhân, muốn vào đây thì phải tịnh thân chứ. Ta vừa nhớ ra là ta có một cái mảnh đất cần phải mua, giải quyết đúng không? Rồi. Thiệt là không có duyên rồi. Cha con tôi phải
đi giao dịch một số thứ. Thôi để lần sau cáo từ. Cáo từ. Tao đi à, tao đi. Thôi, đi à. Chạy. Này, này. Nói hùng có chút xíu thôi mà đã sợ rồi. Đúng là nhát gan. Phái Nga Mi của chúng ta từ trước giờ chỉ nhận nữ nhân. Điều cơ bản đó mà cũng không biết. Vậy mà đòi làm Võ Lâm Minh Chủ. Đúng là đừng ngốc. Mọi người cùng chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Võ Lâm Minh Chủ. Giang hồ dậy sóng. Hóng, 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 hóng. Hiếu cả làm gì căng như vậy hả? À? Ê, chơi chơi show, chơi không chơi show nha. Nè nè nè, tụi nó cho nó chơi không chơi show mà nói ông biết đường đường chính chính, tôi cũng là con của ban chủ phái cái bàn á. Gì? Ngươi nói ngươi là ai cơ? Nói ta là con trai của ban chủ phái cái bàn. Ê, nó con của ban chủ phái cái bàn rồi mày. Ủa sao không tin ta hả? Tin chứ, thể loại vừa bần vừa dơ. Mày dơ từ cách sống cho đến cách chơi gái nữa. Nghĩ sao mà vô đậu xanh của tao xin thứ một cái. Không mày tồn dữ vậy luôn hả? Dơ như vậy á chỉ có gái bàn thôi. Dơ từ cho thằng trai cho tới thằng con. Trời ơi, con trai cái bàn bộ tự hào lắm hả? Mày tưởng mày con vô không bằng á? Ê ê, không chơi sỉ nhục nha. Ôi, thậm chí tao sỉ nhục mày mà tao còn chửi mày nữa. Tao còn la làng cho mọi người đều biết nói. Trời ơi, con trai ban chủ mấy cái bàn gái không trả tiền. Còn nghĩ sao đi vô tủ lầu đem theo con một xu. Nghĩ sao vô đang cho mắm vô. Ăn cho cố vô rồi không có tiền trả cho thiếu. Dạ em cảm ơn hát công tử nhiều ạ. Dạ hát công tử anh minh đẹp trai lắm. Biến đi biến biến. Xin đa tạ vị huynh đài. Món nợ này nhất định ta sẽ trả. Không được, ta đường đường là một ăn xin chứ không phải là một ăn thiếu. Một khi ta đã thiếu ai, nhất định ta sẽ trả. Trừ khi người đó mở miệng nói cho ta ngay và luôn. Thôi được rồi, ta cho đó. Nhưng mà ta vẫn áy náy quá. Vì huynh đài không biết là tại sao lại có ý định giúp ta như vậy chứ. Phải chăng trước đây vị huynh đài cũng từng ăn thiếu chơi thiếu một cái hai cái ba cái nửa cái cũng chẳng hạn nên đồng cảm với ta chăng? Chỉ là ta ghét ai làm phiền ta thôi chứ ta mà lại chơi thiếu à, ta chỉ sợ thiếu chỗ cho ta chơi thôi. À, vị huynh đài à, tuy là chúng ta chỉ mới gặp nhau đây thôi, nhưng mà ta đã cảm giác được chúng ta giống như là anh em huynh đệ từ kiếp nào rồi. Ta nghĩ kiếp này huynh đệ chúng ta gặp lại nhau là do duyên trời định, không thể nào lạc mất nhau được. Là sao? Có nghĩa là đề nghị chúng ta nên kết bái tình huynh đệ với nhau. Những cuộc ăn chơi xoa đạ nào của huynh cũng đều phải dắt đệ theo à. Vậy là chơi ké đúng không? Bậy, tự gái nha. Trời ơi, sao chơi ké được? Cái này người ta gọi là có phước cùng hưởng. Giống như vậy nè. Ê, à, ngươi làm gì vậy? Cắt máu ăn thề. Hả? Máu ngươi đâu? Thủ tục thôi, một người là đủ. Quan trọng là câu khấn. Ta là Râu Đại Hiệp, đế từ phái Cái Bang. Còn huynh là... Huynh là gì à? Ta là Hắc Công Tử. À, huynh là Hắc Công Tử, sang trọng, quý phái, giàu có, đẹp trai, playboy. Tuy hai đứa không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện cuộc đi chơi nào cũng có mặt với nhau, san sẻ niềm vui và tiền bạc với nhau. Những cuộc đi chơi, đứa này không có tiền, đứa kia sẽ bao, chi trả. Làm ngậm. À. Hả? Ôi,
thủ tục thôi, một người là đủ. Mà hồi nãy người nói người từ phái nào? À, để là người của phái cái bang. Ê, hay là cho ta tham gia phái cái bang đi. Chị vậy? Ta muốn trở thành Võ Lâm Minh Chủ. Sao mày đánh ta? Đến một cái tát của đệ mà huynh còn không phản xạ được, ác hẳn huynh là người không có võ công. Làm sao để trở thành Võ Lâm Minh Chủ được chứ? Ta chỉ cần tham gia một cái môn phái nào đó thôi, còn cái chuyện biết võ công hay không không quan trọng. Ta không có hứng nữa. Ngay từ đầu ta tưởng ta và huynh có cùng chí hướng ăn chơi với nhau, vậy mà bây giờ thiệt là chí hướng khác nhau quá. Mày nghèo mà tối ngày cứ suy nghĩ thôi, có chuyện ăn chơi thiệt là nhục quá mà. Đúng nhục. Nhưng huynh hiểu lầm rồi. Trước đây tôi không phải là người như vậy. Thật ra là vì người yêu của tôi rời bỏ tôi đi nên tôi mới đau khổ. Tại sao lại chia tay? Trong lúc tôi và người yêu tôi đang yêu nhau sâu đậm thì cha tôi lại cản trở. Cha huynh không thích cô ta à? Không, cha tôi nghèo. Cha tôi cản trở tầm nhìn về gia thế. Cô ấy nhìn ông già gia thế của tôi, cô ấy chọn một người có gia thế đàng hoàng thì rõ ràng hơn. Thôi được rồi, để ta giúp ngươi. Viết thư hẹn cô ta ra đi. Sao nữa? Ngoài coi thường gia đình ta nghèo, cô ấy còn coi thường ta không biết chữ, ngu dốt. Thiệt là vô dụng quá mà. Tiểu Nhị, mang giấy bút ra đây. Hỏi cô ta có muốn quay lại không? Bữa vẽ hình y chang luôn á, nói chuyện ngu. Rồi lão có tiền rồi sao? Đúng 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 đúng. Cô ta kìa. Em ra đây. Em ra đây nói chuyện. Sao đây? Giữa chúng ta đâu còn gì để nói nữa đâu chứ. Anh nghĩ là còn đó. Nhưng mà anh nghĩ là còn nữa. Em, liệu em có đồng ý để... Em đồng ý. Anh yêu em. Em cũng yêu anh nữa. Ngay từ đầu ấy, ngay từ đầu anh đã hiểu lầm là em là một con người đam mê vật chất. Nhưng thật sự không phải. Anh chợt nhận ra là đối với em, anh mới là chân lý. Đúng rồi, em yêu anh. Em có thể hôn một cái được không? Được, được, được. Đi. Để em về em nói với cha mẹ chúng ta cưới nhau nha. Ừ, em nói với cha mẹ em đi. Em cầm cái này cho chắc anh. À, chàng ơi, mình về đi chơi buổi cuối rồi chia tay. Thì bệnh đau mà nó quen chứ trời. Sao dám quen được vậy ta? Ôi, ta thật hạnh phúc biết bao. Kìa Hắc Huynh, sao trông Hắc Huynh có vẻ buồn? Ta chỉ ước gì Hồng Thủy của ta cũng giống như cô ta. Ta chỉ chạnh lòng một chút về chuyện tình của ta thôi. Quá ra huynh cũng bị bỏ à? Thậm chí cô ta còn chưa chấp nhận ta mà.
Cái chuyện mà ta muốn trở thành Võ Lâm Minh Chủ cũng là vì cô ta thôi. À, vậy tại sao huynh không nói đệ sớm? Trời, nếu mà vì mục đích cao cả đó, đệ sẵn lòng giúp huynh. Thật không? Thiệt, đi theo đệ. Đi. Vô đây, vô đây. Dạ, chào cha. À, giới thiệu với cậu, đây là cha của ta, ban chủ phái cái bang. Dạ, thưa cha, xin giới thiệu với cha, đây là anh Hắc. Đây, có phải là tên nhà giàu mà ngu, xài tiền như nước, con đã kể cho cha nghe đúng không? À, cái anh Hắc đó là anh Hắc ngu, là một cái anh khác. À, đây là Hắc công tử, cao sang quý phái. Thì hôm nay con dắt anh ta tới để anh ta có thể thi thố để trở thành minh chủ Võ Lâm mà. Được, ta sẽ nhận dạy ngươi. Trước tiên là ta sẽ dạy ngươi tập bắn cung. Đến lượt ngươi. Gì tới ta? Ta mới lần đầu mà lỡ như hắn chết thì sao? Ngươi đừng lo, nó là con của ta, ta không lo nó chết, mắc gì ngươi lo. Tin ta không? Ừ. Thôi gán lần đi nha. Thôi về kìa, huynh cứ tập tiếp đi, để đi vô đây ha. Tao không có để ăn, bắn. Trời. Tiếc ơi ăn táo của bà, táo không để hửi, táo là để ăn. Trời sao hả? Ồ, hồi nãy bị cha ta đâm đít có đau không? Không à? Ờ. Ừ, ta cắn miếng nha. Cắn miếng nha. À, tức. Kìa. Có tô chất. Có không? Có hả? Máu. Sở khuyên hả? Sở bơm. Hay à. Ý. Không được, đã có bóng pháp à. Ngươi còn mới, nội công chưa thâm hậu, không học được môn võ đó đâu. Nhưng mà Sư phụ dạy con đi. Ê hèm, Sư huynh à, thật ra đã cậu bỗng đệ cũng có biết chút ít, hay là để đệ chỉ huynh cho. Những lần mà cha của đệ tập, đệ cũng có xem lén và học được một ít đó. Vậy dạy cho ta đi. Hay là đây được gọi là cẩu nhồi bông, nó được dồn nén từ những bông hoa tinh thiết nhất của đất nước chúng ta.
Thôi, để thử múa rồi huynh nhìn huynh học theo nha. Chào. Đầu tiên á là như vậy. Sau đó là như vậy. Sau nữa là như vậy. Cái cuối cùng á là mình làm như vậy. Đó, mình làm giống như là hụt bia vậy á. Và cái kết phải ngầu lên, cái kết. Thôi tưởng gì, cái này dễ, ta làm được. Rồi, huynh làm đi. Được, dễ mà. À, khoan. Bây giờ đi qua bên đó hả? Đứng đó, đứng đó. À, chào. Chuẩn bị. Tới giờ ăn rồi. Như vậy, như vậy. Hạ chắc. Mọi người hãy tải ngay game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Võ Lâm Minh Chủ, đa dạng môn phái. Phải. Đây rất là đông. Con cứ tha hồ mà múa ha. Đây, đã tới. Chào đại nhân. Xin Hắc công tử yên tâm. Mọi chuyện hôm nay tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Phải ổn thỏa nha. Hồng Thủy. Ngày hôm nay ta tới đây là để thi Minh Chủ Võ Lâm. Và nếu ta đạt đến cảnh giới đó thì ta sẽ cưới nàng về làm vợ. Lúc đó một ngày, hai, khi nào ba... mà huynh đạt được Minh Chủ Võ Lâm thì khi đó mới tính nha. Hồng Thủy, vừa đẹp mà còn thơm nữa. Ngon dữ trời. Người ngon dữ trời. Há này ăn chắc 8 ngày. Và bây giờ vòng thi nhảy 3 bố, xin mời hai thí sinh vào vị trí. Bắt đầu. Hey. Hay quá, con trai ta thật là giỏi giang. Quả là thiệt thòi, công nhận bao rách mà vẫn chơi tiếp được. Đúng vậy. Người ta chơi mình phải chơi bị ổi kìa. Bị ổi mà vẫn thắng. Có tiền chơi bị ổi được như tao không? Tiếp sau đây, vòng thi đấu bắn cung trúng Hồng Tâm. Bắt đầu. Tiếp theo, xin mời Hắc công tử. Gần vậy cũng bắn hụt. Dở dữ vậy con. Luật quy định rất rõ, ai bắn trúng Hồng Tâm sẽ là người chiến thắng. Đây rõ ràng là màu hồng, còn đây là màu đen. Ta tuyên bố chiến thắng. Bất ngờ. Xứng đáng. Công Tâm thật là công tâm. Thật là công tâm. Thưởng thêm trăm lượng. Tốt lắm. Vòng tiếp theo, phần tỷ thí, xin mời Lục công tử và Hắc công tử. Bắt đầu. Ôi, ta cảm thấy run sợ trước cái hình thái cho thọng đến từ phương nào mà làm ta không sư bích tán. Ôi, ôi da, đau quá. Ôi, ta chịu thua rồi, bỏ cua. Phát biểu đi. Hắc công tử chiến thắng. Hay lắm. Sao ít vậy? Diễn thì giả mà đòi tiền nhiều à. Cút đi. Chừng đó bên đâu?
Hiya. Hiya. Ha. Hiya. Ủa, mày phản ta hả? Đúng như vậy. Thật ra ta chỉ lợi dụng hai cha con nhà ngươi để bước vào thế giới của Võ Lâm Minh Chủ. Hết trận đấu này, ta sẽ chính thức bước vào chung kết. Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét. Ta sẽ không dẫn ngươi đi chơi gái nữa. Hãy xem ta đây. Cánh tay ta sao vậy? Sao vậy? Môn võ công, môn võ công gì mà lợi hại? Toàn thân ta như tơi buốt. Đúng rồi, bộ môn thất truyền đấm lưng thập bát chưởng. Có. Máu. Đâu? Máu đâu? Máu trong người ta. Được, những giọt máu này sẽ chấm dứt tình huynh đệ của chúng ta. Ghê không ghê? Hắc công tử Chí Thăng vào chung kết. Trong cả đời của ta chưa bao giờ thấy một người nào diễn xuất tài tình như ngươi cả. Thật là đáng khen, đáng khen. Chỉ đáng khen thôi sao? Đáng khen thưởng, đáng khen thưởng. Cảm ơn. Chẳng qua là một giây phút nông nổi. Dạ, trời. Trong tình huống là kẻ tám lạng người diễn sâu. Dạ. Tử Bạch vào chung kết. Cố gắng lên Hắc công tử của ta ơi. Chỉ còn một vòng đấu nữa thôi thì Hắc công tử sẽ chính thức lên làm Võ Lâm Minh Chủ. Yên tâm, cha của ta lo hết rồi. Ây à, là còn lo lắng quá đi mà. Ây, lo quá. Có chuyện gì vậy cha? Cái tên Tiểu Bạch, đối thủ của con ở vòng sắp tới, nó không chịu nhận hối lộ. Cái gì? Trên đời này có người không thích tiền hả? Điều đó mới đáng chết chứ. Theo đệ được biết, tên Tiểu Bạch là một người có võ công cái thế. Rồi tính sao cha? Cứ để cha lo. Trời ơi, mỗi lần mà cha nói cha lo là con sợ lắm luôn á, con sợ hơn á. Và sau đây là trận chung kết tranh Võ Lâm Minh Chủ. Trận đấu giữa Tiểu Bạch và Hắc công tử. Khoan đã. Xin thông báo lại thể lệ của trận thi chung kết hôm nay. Năm nay ban giám khảo quyết định thay đổi thể thức thi trận chung kết. Theo đó, hai đối thủ sẽ tiến hành bốc thăm, lựa chọn giữa công và thủ. Người nào bốc trúng lá thăm nào sẽ phải làm theo lá thăm đó. Kết quả sẽ được tính theo điểm số của ban giám khảo. Như vậy có công bằng không? Muốn được vị trí Võ Lâm Minh Chủ, không những phải tấn công hay mà còn phòng thủ phải tốt. Thôi được, nếu cậu cho là không công bằng, chúng tôi sẽ cho cậu bốc thăm trước. Phải là tấn công chứ. Xin mời Tiểu Bạch đọc phiếu của mình. Phòng thủ. Còn của ta là... Như vậy Hắc công tử sẽ là người tấn công, còn Tiểu Bạch sẽ là người phòng thủ. Trận đấu bắt đầu. Thấy chị nó đẹp, thấy chị đẹp. Hiệp một kết thúc. Hiệp một, Hắc công tử tấn công, không trúng đòn nào. Tiểu Bạch đỡ, không đỡ được cái nào. Kết quả hòa. Đúng rồi, hòa đi. Hiệp hai.
Đây là ván đấu quyết định nên cả hai đối thủ sẽ được cung cấp thêm vũ khí. Trận đấu bắt đầu. Ủa, ông Thủy. Tiểu Bạch, chẳng có sao không? Huynh dừng lại đi, đừng còn đánh nữa. Ủa, nhưng mà sao muội lại... Xin lỗi Huynh. Người mà ta thương chính là Tiểu Bạch. Muội nói gì? Ta nói người mà ta thương chính là chàng á. Như vậy thì ta sẽ càng quyết tâm để giành cái chức Võ Lâm Minh Chủ này, để xứng đáng với muội. Tiểu Bạch, chàng cũng thích ta hả? Vậy chàng không cần phải thi đấu nữa đâu. Tại sao chứ? Tại vì chỉ cần là chàng thì có phải là Võ Lâm Minh Chủ hay không, ta vẫn thương chàng. Khoan bạn, bạn chơi cũng hay rồi. Sao bạn nói với mình là bạn thích Võ Lâm Minh Chủ? Ta chỉ nói vu vơ để từ chối những người mà ta không ưa thôi. Bạn ơi, bạn ơi, bạn không ưa mình sao bạn không nói từ đầu rồi, lỡ như gì bạn mà mình trở thành Võ Lâm Minh Chủ thì sao trời, lúc đó cô đơn lắm. Ta xin lỗi Huynh, nhưng mà ta biết Huynh vô dụng lắm, cho nên cái này ta chưa bao giờ nghĩ tới. Mình bạn chửi tao đi. Mùi thật sự thích ta. Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ quyết tâm đoạt lấy Võ Lâm Minh Chủ, để cho phụ thân phụ mẫu của nàng không xem thường ta và chấp nhận ta. Tiểu Bạch, nghe ta nói nữa, cho dù phụ thân phụ mẫu của ta không chấp nhận chàng đi nữa thì ta cũng sẽ bỏ hết tất cả để đi theo chàng. Nàng quyết định bỏ nhà theo ta, Tiểu Muội. Ta bỏ cuộc. Tại sao? Giữ bình tĩnh. Các ngươi sắp sửa được nghe một bí mật. Vốn dĩ ta không xứng đáng làm Võ Lâm Minh Chủ. Ta và cha của ta đã bỏ tiền mua hết ban giám khảo và ban tổ chức rồi. Sốc chưa? Ôi, ai mà không biết. Quý à? Biết hết luôn. Ôi, vậy mà cũng biết nữa. Rõ ràng là tao làm kỹ. Kính không có kính mẹ. Thôi cho công bố luôn đi, lỡ rồi. Quê quá. Biết mà. Tại sao ăn đường đồng rồi? Ta xin tuyên bố Tiểu Bạch công tử chính là Võ Lâm Minh Chủ. Thôi, dù sao thì con trai của cha cũng đã trưởng thành. Đây là một điều vui của cha. Nào, ai nhậu thì đi theo ta. Lại đi không? Ké chứ. Nếu mà không nhậu, cho ta ăn mồi. Mọi người ơi, hãy cùng tải game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile tại Google Play hoặc App Store để trải nghiệm giới giang hồ cùng với Pháp TV nha. Và hãy đoán xem ai là Võ Lâm Minh Chủ nha. Võ Lâm Minh Chủ. Anh em hội tụ. Chỉ tụ thôi. Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Tải game ngay tại Google Play và App Store. Thank you.
khỏe vậy anh Thái? Đứng coi con đánh lộn mà ra được. Nguyên chắc rồi. Không biết anh là từ phương nào xuất hiện. Ôi cái thần thái ánh mắt của anh đã làm em run sợ. Rồi tha cho em đi anh. Em sẽ bị lầm người đó. Đó đại loại luôn sợ vậy. Ok rồi. Nào 3, 2, 1. Đi đây. Ôi ta cảm thấy run sợ trước thần thái của các hạ đây. Ánh mắt từ sự của các hạ đến từ phương nào mà làm ta hồn siêu tích tán? Đâu, là anh chồng em cái làm té lộn răng hai vòng nha anh. Ok. Rồi. Ui da. Ui da. Ui da. Ui da đập đầu chú đi. Rồi. À, chú thấy bạn không thấy. Thái độ mà họ thiệt mà. Ngồi này chứ, ngồi nãy giờ coi. Má sao không có bắn mà. Qua một cái đẩy đưa anh ra đây. Nếu lâu ngày cũng quay cái tay ai mà buông. Hai mình cũng luôn. Rồi ăn gian cho cái dây nó phía sau cái cổ cũng lọc rồi. Làm bị nhăn dữ vậy anh ơi. Hả? Đâu có. Để gặp cơ mặt để chuẩn bị vô quay diễn. Trước khi vô quay diễn là mình phải gặp cơ mặt như vậy.
Đẹp sẵn. Đừng nghĩ trang đưa mắt đi, nghĩ nhẹ.